Bình thường thì hiện tại tôi đang làm marketer cho một công ty. Yeah, 6 giờ sáng vừa mới thức giấc, em phải đánh răng rồi đi làm. Như là một thói quen buổi sáng, em luôn chuẩn bị thật kỹ càng. Hello bà. Ý là tôi đang quay một cái series là Freestyle Maker. Thì tôi có một con beat. Và beat này là tôi làm cho các bạn nữ luôn. Beat sale bình thường thấy toàn trai không hả? Không có thấy các bạn nữ. Nên là bây giờ tôi muốn là giới thiệu chị em mình đó, với lại mọi người social cái thứ. Nên là ủa mà quên, tôi chưa hỏi bà có biết rap không vậy? Tôi biết một chút xíu. May quá. Đó, thì nói chung là vậy. Thì bây giờ tôi sẽ có một con beat và freestyle trên con beat của tôi nha. Đồ ăn sáng thêm ly cà phê rồi tăng ga. Đu cho kịp với thời gian chứ không hôm nay là tăng ga. Baby, quá nhiều thứ để em phải lo. Có những thứ mà em đã cho, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống là những thứ em không có. Nên là em phải cố gắng hết sổ cho mai sau. Như là một chiến binh em phải vật lộn với đời không sai đâu. Ai gọi là bắt yêu luôn má. Nói chung là từ giờ ngoài quá, tôi bấm luôn nãy giờ thu hết luôn rồi, mẹ đi tao. Cảm ơn mẹ rất nhiều. Ok, cảm ơn bà. Ủa mà bà tên gì vậy? Tôi tên là Lucy. Bình thường là bà làm cái gì? Bình thường thì hiện tại tôi đang làm marketer cho một công ty. Quá đã luôn, còn biết viết nhạc nữa. Ý là tôi làm video quá, cái gì chị mình fit. Ok. Cảm ơn bà nhiều nha. Ok, cảm ơn bà. Chủ của Catchy thì có gửi quà để tặng cho mọi người. Rồi, dễ thương nha má. Cảm ơn. Cảm ơn bà nhiều nha. Bye.